Thưa giáo sư, trở lại cái hoạt động của hội sử vừa rồi, nếu chúng tôi không nhầm ấy, thì hình như là nhân cái sự kiện Hoàng Sa năm 1974 đấy, thì hình như là không thấy Hội Sử Học Việt Nam đó có cái hoạt động kỷ niệm đánh dấu gì đúng không ạ? Vâng, đúng thế. Không biết là lý do là tại sao ạ? Cái lý do thì nó không có lý do, cho nên là cũng rất là khó nói là lý do là gì. Là bởi vì cái câu chuyện Hoàng Sa thì nó có một cái chút nó tế nhị trong những cái mối quan hệ rất là có thể khó nói hết được. Thế thì nhưng mà quả thực cái trước hết ấy là cũng không có một cái sự chuẩn bị thật là chu đáo cho cái sự kiện ấy. Thế vì vậy cho nên là cuối cùng thì cũng không tổ chức được một cái sự kiện nào. Lúc đầu ấy thì cũng là chưa có một cái chủ trương lớn đâu, nhưng mà có một cái ý kiến nêu ra, một số ý kiến nêu ra và có cái kiến nghị lên các cơ quan có chức năng đấy. Đấy là cơ quan của Hội Sử Học ấy có thể đứng ra tổ chức một cái hội thảo, bởi vì là ở đây đấy câu chuyện không phải chỉ là kỷ niệm cái sự kiện ấy, mà cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đấy còn là những vấn đề đang tiếp tục phải giải quyết, và nó rất là khó khăn trong quan hệ hai nước ở tương lai nữa cơ, chứ không phải là cái câu chuyện như là cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi là xong. Còn bây giờ đấy thì cái việc mà tranh chấp chủ quyền, thế rồi là chiếm đóng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa là những vấn đề thời sự đang diễn ra. Thế vì vậy cho nên hội thảo khoa học này đấy nó không phải chỉ là mang tính chất kỷ niệm, mà tôi nghĩ rằng còn là phải nêu ra những vấn đề để khẳng định thêm. Thế thì nó có hai cái, tức là trên cơ sở ấy đấy thì những cái cuộc hội thảo liên quan đến chủ quyền biển đảo thì diễn ra tương đối thường xuyên. Thế nhưng còn cái hội thảo mà liên quan tới cái sự kiện mà Trung Quốc tấn công vào các cái đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 đấy, thì hiện nay thì theo tôi được biết mới có một cái hoạt động của Liên Hiệp Hội. Thì cái tổ chức biển đảo đấy chỉ có tổ chức một cái hội thảo như vậy, còn hội sử học thì không có cái tổ chức nào. Thưa giáo sư, nếu chẳng hạn như những cái dịp như vừa rồi đấy là so sánh với dư luận ở trong xã hội đấy ạ, hoặc có thể là một số cái kỳ vọng của những bộ phận nào đó trong quần chúng, nếu như hội sử học mà có được những cái kỷ niệm hoặc là thậm chí những hoạt động kể cả chuyên môn thôi, nhưng mà nó diễn ra đúng lúc hơn đấy, với những cái sự kiện ở lịch sử mà người ta có thể là trông mong đấy, trông mong kể cả về thái độ của các cái nhà nghiên cứu cũng như là công bố các sự kiện mới đấy một cách kịp thời như là trong dịp Hoàng Sa vừa qua và dịp 17 tháng 2 này, thì theo ông cái gương mặt, cái uy tín và cái vị thế của Hội Sử học Việt Nam có thể nó sẽ còn tốt hơn nữa hay là không ạ? Tôi nghĩ rằng là như là cái quan điểm tôi đã nói đấy, cái đúng lúc hay là đúng thời điểm ấy, thì quan điểm riêng cá nhân của tôi ấy, thì tôi rất không muốn lấy cái ngày 17 tháng 2 để làm một cái kỷ niệm hay cái làm cái gì cả. Là bởi vì tôi đã nghiên cứu lịch sử đấy, thì trong tâm thức của người Việt ấy chưa bao giờ nhớ cái ngày quân thù tấn công ở Việt Nam, chưa bao giờ. Cái việc ấy là chúng ta buộc phải đứng dậy. Thế còn thường là kỷ niệm một cái sự kiện là chiến thắng oanh liệt nào đó, hoặc là cái ngày sạch bóng quân thù. Thế vì vậy cho nên trong cái thời gian này thì cố gắng mà tổ chức được một cái tổng học thuật nào thì vẫn còn là kịp thời. Còn đối với cái phương diện hội thì chúng tôi nghĩ rằng là làm hết sức mình, chứ cũng không kỳ vọng về cái chuyện là làm việc này để có uy tín hơn hay là vân vân, hoàn toàn không có cái suy nghĩ như vậy. Thế vì vậy cho nên là với lương tâm của mình, của những cái người làm công tác sử học ấy, thì chúng tôi đang rất là trăn trở và rất muốn có một cái hình thức học thuật như thế nào đó đấy, để mà trước hết là mình bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của mình đối với các chiến sĩ đã ngã xuống ở trong cái cuộc chiến tranh năm 1979. Thứ hai nữa là nhân đây cũng nêu ra những cái căn cứ khoa học để có những cái kiến nghị, có những cái đề xuất để cho những cái việc nó lớn hơn, và trên cơ sở không phải chỉ là những quyết định có tính chính trị mà còn có những cái căn cơ, những cái căn cứ, những cơ sở khoa học nữa. Đấy, thì cái đó thì tôi nghĩ rằng trong thời gian một tháng tới đấy thì riêng cá nhân tôi đấy thì tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác và nhiều cá nhân khác, nhưng mà riêng cá nhân tôi đấy, tôi rất muốn là phải cố gắng hết sức mình để có một cái hoạt động như vậy.
Thưa giáo sư, nhìn về một cuộc chiến tranh sau nhiều năm, chẳng hạn như 35 năm nhìn lại thì cũng có thể có nhiều cái góc độ khác nhau. Một trong những góc độ mà chúng tôi đọc thấy được bình luận nhất là thời gian ở đây trên mạng, người ta cũng có nhắc lại, tức người ta cho rằng là nên chăng là Việt Nam cũng rút kinh nghiệm về cái cách thức mà một số các cái nhà lãnh đạo đã nhìn nhận các sự kiện, mà các sự kiện đó thì nó có thể nó dẫn tới những cái hậu quả, hệ quả sau này. Mà cụ thể đây đấy là trường hợp của ông Lê Duẩn đó, cùng với cái ekip mà lãnh đạo của ông cũng như tham mưu của ông, thì người ta đặt ra câu hỏi là phải chăng là ông Lê Duẩn đã có một chỗ nào là tự tin quá và cũng có thể là mất cảnh giác gì chăng, và không lường được hết những cái hậu quả, những cái cách thức khi mà Việt Nam thay đổi các cái chiến lược của mình, các cái phương sách chính lớn đó, mà đối xử với Trung Quốc. Đương nhiên là trong cái mối quan hệ tay ba giữa Hà Nội, Moscow và Bắc Kinh, trong đó người ta nói rằng đó có thể đã tạo ra cho Trung Quốc cảm giác như Việt Nam là vô ơn với Bắc Kinh, là sau khi mà Việt Nam đã nhận được cho là nhiều sự giúp đỡ trong nhiều cuộc chiến tranh, trong đó có chiến tranh mà với người Pháp rồi với người Mỹ, thì sau đó thì là Việt Nam lại có những cái động thái được cho là quay mặt rồi chuyển hướng gần hơn với Liên Xô, rồi cũng có một số vấn đề vướng mắc ứng xử với người Hoa, và đặc biệt là không nhận ra được cái hậu quả mà không xử lý tốt cái mối quan hệ ngoại giao chiến lược với Trung Quốc, cho nên đã gây ra một phần cái nguyên nhân của cái cuộc chiến này. Thì cái ý kiến của giáo sư ngắn gọn thế nào ạ? Ngắn gọn của tôi là đánh giá cả một vấn đề lớn như thế thì không thể là nói một cách đơn giản mà ngắn gọn được. Nhưng mà tôi, điểm của tôi là thế này này. Nếu như nói rằng là đã có một cái xử lý không đúng, rồi quay mặt, rồi cháo trở, rồi đi về phía Liên Xô đấy, thì cái đánh giá như thế là hoàn toàn sai. Là bởi vì ở cái thời điểm năm 79 thì tôi cũng vừa với từ quân cũ trở về thôi, một số năm đấy. Thì phải nói điều này, tức là những cái hậu thuẫn của Trung Quốc cho Khmer Đỏ đấy, thì đã gây ra một cái những cái tổn thất cực kỳ khủng khiếp và rùng rợn đối với người Việt Nam ở biên giới Tây Nam. Ai khác nào, Trung Quốc đứng đằng sau đúng không? Khi bộ đội Việt Nam tấn công vào đây thì những cái bằng chứng là Trung Quốc đứng đằng sau Khmer Đỏ còn đầy đấy, đúng không? Thì cái việc ai cháo trở, ai làm gì đó thì rõ ràng là công luận cũng đã nói nhiều rồi. Cho nên bây giờ nói ngược trở lại là Việt Nam quay quắt cháo trở thì tôi nghĩ là hoàn toàn không đúng. Cái đó là không đúng. Thứ hai nữa là người Hoa đấy là cả một cái chiến dịch đấy, là sử dụng người Hoa như là một công cụ. Hồi đó chính Trung Quốc nói là đạo quân thứ 5 mà. Đấy, Hoa Kiều là đạo quân thứ 5 mà. Thì rất là tội nghiệp cho những cái đồng bào gốc Hoa. Nhưng mà rõ ràng đây là có những ý đồ chính trị đằng sau đó. Thì những câu chuyện này nó phức tạp chứ không thể nói đơn giản. Để tôi mới nói một cái điều rằng là nếu như có ai đó lập luận rằng là Việt Nam cháo trở, Việt Nam thế này thế kia, thì tôi cho là chưa đúng cái thực tế lịch sử. Mà Trung Quốc đã đẩy Việt Nam vào cái tình thế không thể khác được. Tức là phải cầm vũ khí đứng lên. Trước hết là cực chẳng đã, sau khi đã nhún nhịn mãi để cho đồng bào mình ấy, là phải chịu những tổn thất khủng khiếp ở biên giới Tây Nam, phải buộc phải vùng lên. Đấy. Và rõ ràng bây giờ người ta thấy đấy, chính chính phủ Khmer hiện nay, cơ phủ Campuchia hiện nay đã thừa nhận rằng là không có quân đội Việt Nam ấy thì họ không thể nào lật đổ được cái chính quyền gọi là đồ tể, sát nhân còn kinh khủng hơn cả phát xít Hitler, lật đổ họ, lật đổ cái bọn chúng. Thế thì Trung Quốc là cái người mà bảo vệ cái chế độ đó, có đúng không? Bảo vệ cái chế độ đấy. Cho nên mới đem 600.000 quân tấn công ào ạt trên toàn tuyến biên giới, trong khi đó bộ đội chủ lực Việt Nam thì còn đang phải giải quyết cái câu chuyện ở chiến trường phía Tây Nam, thì ai là người cháo trở ở đây? Tôi nghĩ là không phải là Việt Nam, cho nên cái quan điểm như thế theo tôi không ổn. Thế còn cái xử lý cho nó mềm dẻo hay như thế nào đó ở những vấn đề sách lược ấy, thì là câu chuyện dài dài, không thể nói một cách nó đơn giản được. Thưa giáo sư, về câu chuyện là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh, cũng xuất hiện một số những cái tài liệu chắc là ông cũng đã theo dõi, có đặt vấn đề rằng là trước đây người ta cho rằng Việt Nam bị bất ngờ, nhưng mà nhìn lại các cái tư liệu thì thấy rằng là Trung Quốc đã có rất nhiều lần đã đưa ra những cái tuyên bố xa gần, thậm chí là cả ở quốc tế, khi mà trong các chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc quốc tế cũng như là trong khu vực thì Trung Quốc đều đã nhiều lần đã đe dọa nói rằng sẽ cho Việt Nam một cái bài học, và thứ hai là sẽ tiến hành những cái cuộc tấn công Việt Nam. Thế thì trong cái cuộc chiến với người Mỹ thì Việt Nam được cho là rất là mạnh về vấn đề thông tin tình báo chẳng hạn thế, và rất nhạy bén. Thế thì không biết là tại sao mà trong suốt cả quá trình như thế, Trung Quốc đã chuẩn bị rất nhiều, rất lâu, có những phát biểu, rồi thậm chí là có những cái động thái chuẩn bị về quân sự, các cái đại quân khu vân vân ở các cái tỉnh biên giới mà sát với Việt Nam. Thế rồi thì là chuẩn bị về lực lượng dân công tất tần tật các thứ như vậy mà Việt Nam không phát hiện ra những câu chuyện này và có một sự chuẩn bị một cách chú đáo hơn chăng? Chẳng hạn như là như ông đã nói là các lực lượng quân sự chính đó của Việt Nam lại nằm ở những khu vực khác, trong khi lực lượng mà để phòng vệ thì có vẻ là bị mỏng rất nhiều và để xảy ra cái tình trạng. Và đến bây giờ người ta vẫn cho rằng đặt dấu hỏi là Việt Nam bị động và bị bất ngờ một cách quá đáng và hơn cái mức cần thiết. Thì cái bình luận của giáo sư thế nào?
Trước hết là Việt Nam đang phải tiến hành một cái cuộc chiến tranh chống lại Khmer Đỏ ở phía Tây Nam với một cái gọi là huy động lực lượng rất là cao. Vì vậy cho nên ấy là dồn sức vào đó. Nhưng mà cái mà nói tới cái chuyện có cái phần nào đó bất ngờ đấy, thì tôi cho rằng là đúng ra đấy là không ngờ Trung Quốc đã tệ đến mức như thế, thật thà là như thế. Ngay cả chúng tôi với tư cách lúc đó tôi đã về không còn ở quân đội nữa, nhưng mà cũng có nghe những cái chuyện chuẩn bị đâu đó rồi cũng đe dọa đâu đó đấy. Nhưng mà chính chúng tôi đấy, những người đã từng ở quân ngũ, đã từng là có những cái năm tháng ở chiến trường đấy, thì cũng không nghĩ là Trung Quốc lại tệ đến mức như thế. Thì cái nghĩ mà không tệ đến mức như thế, đấy là cái hạn chế về đặc điểm duy tình của người Việt Nam nói chung đấy. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ những người lãnh đạo lúc đó cũng không nằm ngoài những cái tâm lý chung của người Việt. Nó có cái câu chuyện như thế. Còn Trung Quốc ấy thì họ làm được một cái, tức là cái gì họ cũng làm để cho họ tạo được bất ngờ. Đấy, chứ còn họ dưng đông kích tây, họ tưởng là đánh mà lại không đánh, thì người Việt Nam có cảm giác cũng không hoàn toàn bất ngờ, tức là cũng không chủ quan đến cái mức là chuyện này không thể có, nhưng chưa nghĩ là nó xảy ra nhanh như thế. Nhưng có cái chuyện là không ngờ để Trung Quốc lại làm cái cuộc chiến tranh lại đến cái mức như vậy, thì đúng là người Việt Nam không ngờ có cái chuyện như vậy. Thưa giáo sư, có một cái điều nữa mà cộng đồng Việt Nam một bộ phận họ tỏ ra có cái quan ngại và lo ngại đã khi nghĩ, và họ cho rằng là trong cái việc mà phân định biên giới lãnh thổ của Việt Nam với Trung Quốc ấy, thì có vẻ như là Việt Nam đã để mất đất đi khá là nhiều so với những cái tuyên bố ngoại giao chính thức của nhà nước đối với bên ngoài cũng như đối với trong dân. Chẳng hạn nó nói những cái vị trí mà đã trở thành khá là nổi tiếng, người ta cho rằng là chẳng hạn như là vấn đề về ải Nam Quan, cái thác Bản Dốc, ngay cả một số những câu chuyện như điểm cao ở trên Hà Giang vân vân, nhiều cái điểm mà trước đây trong chiến tranh thì quân đội Việt Nam đã giữ bằng mọi cách, cố gắng giữ và đã thiệt hại rất nhiều về xương máu nhưng không để mất. Nhưng sau này khi trong quá trình đàm phán đó thì lại để mất. Tuy rằng người ta đã nghe nhiều nhà ngoại giao Việt Nam, các nhà nghiên cứu nói rằng là trong cái đàm phán thì anh phải thế này, phải thế kia, có khi anh nhượng cái kia để anh được cái nọ. Thế nhưng mà người ta vẫn đặt ra câu hỏi là phải chăng là Việt Nam đã bị thiệt thòi trong những cái vụ mà phân chia cái biên giới trên lãnh thổ cũng như lãnh hải vừa qua, thì cái bình luận giáo sư thế nào? Riêng về cái phân định biên giới đó thì tôi phải nói ngay, tức là cái đó có lẽ cũng để dành cho những người mà họ trực tiếp làm, họ nắm nó cụ thể hơn. Bởi vì tôi thì anh Phương biết ấy, là cái người làm khoa học, cho nên là không nói theo cảm tính, mà luôn luôn phải, nếu mà đã đặt những vấn đề nó cần phải chứng cứ cụ thể đấy, thì có lẽ là nên nghiên cứu những cái tài liệu mà những cái người mà trực tiếp họ làm, hoặc là những người ấy thì nó chính xác hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ chỉ người ta nói như thế, bình luận thế nào thì chắc không phải là cái cách trình bày diễn đạt của tôi. Nhưng anh vẫn biết, với tư cách là cái người nghiên cứu thì nó phải có chứng cứ cơ. Dạ vâng, gần đây thì có một giáo sư đồng nghiệp của giáo sư ở trong hội sử học có nói rằng là Việt Nam đã qua 35 năm nhìn lại cuộc chiến biên giới thì Việt Nam có lẽ là nên cần học một cái bài học về cái cảnh giác. Thì không biết là giáo sư có đồng ý với câu chuyện đó không, và ngoài bài học đó ra thì theo giáo sư còn một bài học khác nào quan trọng khác mà Việt Nam, nhà nước cũng như nhân dân đó mà cần phải lưu tâm, thưa ông? Bài học cảnh giác tôi hoàn toàn nhất trí thôi, bởi vì là cái cảnh giác ấy, mà nhất là đối với những cái quốc gia mà họ cứ xảy ra là họ tấn công, và cái kinh nghiệm cho thấy cứ khi nào mà mình gặp khó khăn đấy là họ tấn công ấy, thì cái đó là bài học cảnh giác đúng. Nhưng bài học ấy là bài học mang tính sách lược, mặc dù rất lâu dài. Bài học chiến lược là bài học lòng dân đấy. Việt Nam muốn đứng vững thì phải yên dân, phải tạo được lòng tin với dân. Bài học ấy mới bài học lớn. Chứ còn bài học mà đối sách với lại phiên bang, với ngoại bang, với vân vân thì là những cái bài học rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cái cốt lõi để có được tất cả là bài học yên lòng dân. Vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái sự kiện này nếu có được nói ở đâu đó thì tôi nói rằng là hãy lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân và làm theo cái ý nguyện của đại đa số nhân dân, thì khi mà đã có nhân dân thì có tất cả. Bài học ấy là bài học bao trùm của Việt Nam.